Hello family, today Bella stay on zip. Đây là cận cảnh nhà, cái con ca ve nó đã quyệt, nó đã úp sọt, nó đi cặp với chồng của Bella. Thế là bây giờ đi lên ngõ một Hùng Vương thì nhà nó ở đây, nhưng mà tìm nó thì nó không có nhà. Thế Bella đi lên trên đây dình nó. Đây dình một đoàn, chúng nó đi qua đây này. Đây là nhà cái con ca ve nó đã cặp với chồng của Bella đấy. Xong nó đang dình ở đây, đây nhà nó ở số ngõ một đường Hùng Vương. Đi lên trên đây tìm nó thì là nó đi trốn. Đây là nhà nó đang ở ngõ một đường Hùng Vương này. Nhà con tên là Bùi Kim Oanh. Bố mẹ nó thì ở nhà quê mà. Thế là cặp với chồng Bella, chồng Bella này đang ở trên này. Nhưng mà nhà nó ở ngõ một đường Hùng Vương ấy. Mọi family đi qua thì phải cẩn thận. Tất cả những người dân ở Lạng Sơn chơi với nó phải cẩn thận, cẩn thận nó giật chồng của mọi người. Xong là còn qua úp sọt đấy. Hàng ngày Bella đi đâu nó cũng cho người ra đi theo rình. Xong là nói xấu hết loạn tên Bella lên. Đây vừa đi qua đây, nhà nó ngõ một đường Hùng Vương. Mọi người phải cẩn thận nhé.